Rồi, mình mến chào cô chú anh chị và các bạn luôn nha. Thì đầu video thì mình cũng xin gửi lời chúc sức khỏe đến cô chú anh chị và các bạn đang xem video của mình. Gửi chúc cho các anh em đồng nghiệp săn bắt chúng lớn nha. Thì chiều nay thì mình lại tiếp tục mình đi cắm câu nha cả nhà. Thì hôm nay thì mình vẫn tiếp tục mình cắm là 40 cần. Thì mình cũng đã móc mồi xong rồi cả nhà. Một bó này là 40 cần nha. Thì cái địa điểm mình cắm hôm nay thì mình sẽ cắm cặp cái bờ kinh. Bờ kinh này thì mình cũng cắm lần này nữa cũng được 3 lần rồi cả nhà. Thì mấy lần trước cắm thì dính cũng êm nha. Bữa nay tiếp tục quay trở lại đây thì mình cắm bờ kinh này nha cả nhà. Hy vọng tối nay đi thăm sẽ có thành quả để chia sẻ cho cả nhà anh cùng xem giải trí. Thì bây giờ cũng 5 giờ chiều cả nhà. Thì bây giờ mình bắt đầu mình đi cắm nha cả nhà. Rồi, mình chào cả nhà mình buổi tối nha. Thì bây giờ cũng 8 giờ tối rồi. Thì bây giờ mình bắt đầu mình đi thăm câu nha cả nhà. Thì hồi chiều mình có cắm là 40 cần nha. Thì bây giờ mình cũng ra tới điểm thăm này. Mình mời cả nhà cùng theo chân mình đi thăm câu tối ngày hôm nay nha. Ở đây thì mình có một cần nha cả nhà. Hy vọng cần đầu tiên sẽ có thành quả nha cả nhà. Cần này im gu luôn cả nhà ơi, không biết con mồi hay không nữa. Cần này còn có chút mồi nha. Ở ngoài đồng thì gió rất là lớn nha cả nhà. Rồi tiếp tục mình thăm cây tiếp theo. Cần đầu tiên thì chết quớt rồi. Cần thứ hai thì mình thấy cũng không dính luôn cả nhà ơi. Hai cần chết quá rồi. Rồi tiếp tục mình thăm cần tiếp theo nha cả nhà. Rồi cần này mình thấy dính rồi cả nhà ơi. Đó cả nhà, nó lôi liệt cần luôn nha. Quá đã, hồi nãy giờ mới dính được một con đầu tiên nha cả nhà. Mình thấy luôn rồi cả nhà, con cá chê nha. Lâu lắm rồi mới dính được một con. Nãy giờ thăm cây này nữa cũng được 4-5 cây rồi cả nhà. Mới dính được một con cá chê. Cá chê này chắc chín lâu rồi, hơi yếu. Con này thì cũng bự nha cả nhà. Con cá chê trắng. Cái chê trắng cỡ này là rất là bự rồi cả nhà ơi. Con này thì ú nu à. Rồi con đầu tiên của mình nha cả nhà. Trong đây thì mình có hai cần. Hai cần này mình cắm sát bên luôn. Cần này thì không dính. Cần trong kia thì cũng không dính luôn cả nhà ơi. Hai cần này chết quớt luôn. Rồi tiếp tục mình thăm cần tiếp theo nha cả nhà. Ở dưới đây thì mình có một cần. Rồi rồi dính rồi cả nhà ơi. Liệt cần này. Quá đã luôn cả nhà. Con này nữa thì mình cũng được hai con này. Không biết là cái gì. Cá chê nha cả nhà. Nhìn thấy rõ nha.
nó lôi rất là sướng luôn. Lâu lắm rồi mới dính được con thứ hai. Con cá chê trắng tiếp theo nha cả nhà. Chê trắng này thì cũng bằng con trước à, một cỡ một rồi cả nhà ơi. Cá chê thì nhìn rất là ngon nha. Nãy giờ thì dính toàn cá chê trắng thôi. Con này là con thứ hai của mình. Cá chê thì ú nu à. Rồi để mình tạm dừng máy rồi mình cỡ cá ra nha cả nhà. Cái này thấy nhịp nhịp cả nhà, nhưng mà không biết có dính hay không á. Thấy nhịp cũng nhẹ à. Có dính nha cả nhà, nhưng mà không biết là cái gì. Đó cả nhà, nó lôi đó cả nhà. Lôi thì cũng nhẹ. Cái gì đây? Rồi, con cá phi cả nhà ơi. Con cá phi. Cá phi này cũng nhỏ cả nhà, nhưng mà cũng bắt được nha cả nhà. Có dính thì cũng vui rồi. Cũng được nha cả nhà. Cá phi thì cũng vừa vừa. Cây này thì dính nè cả nhà ơi. Tưởng đâu không dính chứ. Đó cả nhà. Nó lôi liệt cần luôn. Quá đã. Không biết là cái gì đây. Nó lôi tới lúc đọt luôn cả nhà. Con cá chê nha cả nhà. Cá chê này cũng vừa vừa cả nhà ơi. Cũng không có được bự mấy nha cả nhà. Con cá chê trắng. Chê trắng nhìn rất là ngon nha cả nhà, vàng khè. Cá chê thì con nào con nấy nó ú nu rồi cả nhà. Mình được con này nữa thì mình cũng được ba con cá chê, một con cá phi nha cả nhà. Thì dính cũng lai gai. Rồi, tiếp tục mình thăm cần tiếp theo nha. Rồi, cần này mình thấy dính rồi cả nhà. Liệt cần rồi nha. Lôi thì cũng nhẹ. Không biết là cá bự hay cá nhỏ. Quá sướng luôn cả nhà ơi. Con cá chê nha. Thấy rồi, nhưng mà không biết là cá chê bự hay cá chê nhỏ thôi. Cá chê này cũng bự cả nhà ơi. Rồi, mình dính được một con cá chê tiếp theo nha cả nhà. Vẫn là con cá chê trắng. Chê trắng này thì chắc là bự nhất của mình nha cả nhà. Trắng tươi luôn. Con này là con bự nhất hồi nãy giờ mình đi thăm câu nha cả nhà. Rồi, tiếp tục mình thăm cần tiếp theo nha cả nhà. Hồi nãy giờ thăm không có dính cả nhà ơi. Thì mình chỉ còn có mấy cây nữa thì mình cũng thăm câu xong rồi. Cây này thì không dính luôn cả nhà. Nãy giờ đa số thì hết mồi nhiều. Mình còn có mấy cây nữa thì mình cũng thăm câu xong rồi. Còn cây đó thì cũng không dính luôn cả nhà. Cây đó cũng chết quá à. Cây này thấy dính rồi cả nhà ơi. Nhưng mà không biết là cái gì. Nó lôi cần thì cũng nhẹ. Trời, con cá phi cả nhà ơi. Cá phi này cũng nhỏ. Đi cả nhà, một con cá phi.
Rồi thì mình cũng thăm câu xong rồi cả nhà. Rồi mình về nhà rồi mình tổng kết thành quả cho cả nhà mình cùng xem nha. Rồi thì mình cũng vừa về tới nhà nha cả nhà. Và đây là thành quả của mình thăm câu tối đêm nay nha. Thì tối nay thì mình thăm là 40 cần câu thì mình dính được là 5 con cá chê nha cả nhà. Được 5 con cá chê, 2 con cá phi. Thì cá chê toàn cá chê bự không à cả nhà. Thì nhiêu đây thì cũng tạm được nha cả nhà. Rồi thì mình cũng xin kết thúc video luôn nha cả nhà. Thì mình hẹn gặp lại cả nhà ở những video tiếp theo của mình nha. Rồi mình chào cả nhà mình luôn nha.